Hello. Hello mọi người. Nó đang nói tiếng Việt Nam. Có người Việt Nam hả? Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay thì mình đang có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Du, hay còn gọi là phố ẩm thực đấy. Khu phố ẩm thực Nguyễn Du. Đấy. Hiện nay thì mình đang đứng ở chỗ trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở quê mình gọi là đường 70, giao nhau với đường Đào Tấn. Đấy, ở phía sau lưng mình. Thì ở phía sau này chính là phố đi bộ hay là phố ẩm thực Nguyễn Du của thành phố Hà Tĩnh. Thì hôm nay thì mình sẽ đi một vòng để giới thiệu tới các bạn xem ở trong cái phố ẩm thực Nguyễn Du này có những cái gì. Thì mình cũng sẽ giới thiệu tới các bạn để hy vọng rằng sau này khi có một ai ghé về Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh thì cũng có cơ hội để chúng ta là trải nghiệm ở cái phố ẩm thực Nguyễn Du này. Xin mời các bạn đi cùng mình nhé. Thì ở đầu vào chúng ta thấy một cái cổng rất đẹp luôn. Có ghi rất rõ đó là khu phố ẩm thực Nguyễn Du. Đấy, ở xung quanh thì có các cái quán hàng trà đá vỉa hè bán. Ở đây thì có chỗ tô tường này, tô tranh tô tường. Mình không mua nên thành ra mình cũng không tiện hỏi nhá. Đấy, mình quay qua cho các bạn xem như vậy. Đấy, mình sẽ vào trong chỗ ở phía trong của phố đi bộ. Ôi, chào cái gì? Đấy. Vào mùa này thì cũng sang mùa mưa rồi. Đấy, thành ra là ở phố này thì cũng rất là ít người. Đấy, đây là một cái hàng quán bán đồ ăn vặt. Cái này thì bán ăn gì? Dạ, xuyên ở cái đầu tiên 15.000, cái thứ hai 20. Cái này là 15.000 đúng không? Rồi. Cái này là 20. Còn 10.000. Cái này 15, cái này 20, còn cái này là 10.000. Rồi, còn không mày quen 10.000, cái ra 30. Còn cơm cuốn thì 20. À. Cơm cuốn này 20. Dạ. Cái này 20. À, chân gà 30. Chân gà 30. À. Có nhiều món, em trưng bày. Ừ, đó đó. À, đây có menu đúng không? Đúng rồi, có menu. Còn đây thì cái bên ni thì cứ một cái 10.000 đúng không? À, cái 10.000 là bỏng ngô, còn 15.000 là bánh tráng cuốn. À, bỏng ngô là 10.000. Còn cái này là bánh tráng cuốn. 15.000. Có nhiều món. Nói chung là ở quán đầu tiên này thì khá là nhiều món. Tá thì đến bữa nữa là mùa đông thì có mở gì nhỉ? Đây là cái menu của quán các bạn nhé. Các bạn có thể đến đây ghé thăm quán này ăn uống ủng hộ. Quán ba chị em nhé. Cái ổn đi mà nếng bán này. Dạ, mấy ổn đi mà đi họ nghỉ mua đống đi thì họ bánh tre. À, họ bán mấy cái bánh phía bên cạnh đó phải không? Bánh tre. Bánh tre. Tre, chủ yếu là tre. Ổn bên đi chủ yếu là tre. Nói chung ở đây cái lượng khách buổi tối có nhiêu? Nói chung là chủ yếu thứ bảy chủ nhật. Còn ngày đầu tuần thì... À, chủ yếu là thứ bảy chủ nhật thôi. Còn ngày đầu tuần thì trong tuần thì ít. À, mình tranh thủ thử gọi một món để ăn lắm nhá. Đấy. Đây là bà chị chủ quán rất là xinh gái này. Có lẽ lấy một món thử gọi một thứ ấy. Chắc cái này hả? Rồi, xúc xích lốc xoáy, ăn xúc xích lốc xoáy đấy. Xúc xích lốc xoáy được, cái chế đó cũng được. Xúc xích lốc xoáy là cái mố? Cái đi. À, cái nữa hả? Ăn thử vừa nó nghiêng ạ. À, mình lấy một cái xúc xích lốc xoáy các bạn nhá. À, đang vào đang phải rán nữa à? Ờ, em phải chiên chứ. Ok. Đang phải chiên rán nữa các bạn ạ. Chào bà nha. Đây. Chờ tí với có ăn. Đây bạn có cần quả không? Xe xé vậy. Lên lành thế. Quả lên xe xé nhé. À, tranh thủ mình cũng ngồi xuống ăn ở đây luôn. Đấy. Đây là món của mình các bạn. Mình quay bằng cái camera trước thành ra nó cũng không được rõ lắm. Đấy. Mời các bạn nhé. À, xin mời tất cả các bạn. Hơi chậm các bạn ạ. Mình thử cũng chậm là hơi nhạt. Nó mà ngon. Cái này thì các cháu là nhỏ nó đi ăn nó thích lắm đấy. À, chảo nhỏ ấy. Đây có hai món tô chấm. Tương hai loại đấy. Mình xem nào. Cái tương màu
Cái tướng vàng vàng này các bạn này, ngọt hơn này. Còn tướng này thì đậm hơn, tướng màu đỏ đỏ bên này thì đậm hơn. Đây là có hai loại tướng, thích chấm loại nào thì chấm. Nói chung là ngon các bạn ạ. Ở đây thì hôm nay thì cũng giáo mua đây. Nếu tính mua cho đúng thì hôm nay ở quê mình đang là mùa thu. Hiện nay thì một số quán họ cũng nghỉ các bạn này. Quán này thì bán sản phẩm như trên hình này. Đó. Ở phía bên trong này là công viên Trần Phú. Nãy mình hỏi chị đó thì chủ yếu là mùa hè thôi. Tập trung bán hàng hóa vào mùa hè thì nó sẽ nhiều hơn. Đấy, một số chị đang ngồi ăn uống. Chào chị nhá. Đấy. Cơ bản thì hôm nay thì mình thấy nghỉ cũng nhiều các bạn ạ. Hàng quán nghỉ cũng nhiều thì hôm nay thì video này lên thì cũng không được tròn vẹn lắm. Vì cả cửa hàng đóng cửa khá nhiều rồi. Chào gì? Đây. Quán này thì có bán một số đặc sản này các bạn này. À đây chủ yếu là đồ hải sản này. Ốc. Bò chài rồi là một số cái loại đồ ăn đồ uống. Hôm nay thì nghỉ. À hôm nay có chứ, đây vẫn có. Tí nữa mình có lẽ phải ghé vào đây ăn cái. Chào anh chị nhá. Anh cứ ăn tối anh chị. Đây. Đến đây là cơ bản cũng hết, nó cũng kéo dài khoảng tầm như cái lối này thì khoảng tầm 100 m. Đây là khu vực Tô Tường. Khu vực Tô Tường đấy các bạn. Đấy tô một tường đấy thì mấy tiền em? Tô một tường đấy thì mấy tiền? 30.000, 40.000 một tường. Mà tức là mình tô xong mình cầm về luôn nhỉ? Ok. Đấy, đây cũng đồ ăn vặt giống như quán ở đâu phía đâu kia. Đây, cơ bản hôm nay thì đóng quán cơ bản là gần nhiều các bạn ạ. Không còn được 7 quán nữa. Ở cái màn bên này chính là phố đi bộ, còn phía bên này thì là đấy cũng phải là phố đi bộ nữa các bạn ạ. Đấy mà là gọi là cái cơ sở nhà cửa của họ ấy, họ tấn trang để buôn bán thôi. Đó. Quay qua cho các bạn. Còn tiếp tục đi thẳng về lối này nữa. Ở đây còn có một vài quán cũng bán cái sản phẩm giống như cái quán đầu tiên khi mà mình bước vào cái phố đi bộ này. Đây. Đây cái khu vực Tô Tường có mình nãy giờ mình đi thì có 3 cái chỗ Tô Tường đó. Ở trên này thì bắt những cái dãy bóng đèn rất đẹp các bạn ạ. Ở đây thì có cái đèn lồng nữa này. Lắp cả cái chùm đèn lồng hai bên. Đấy, ở đây thì xe cộ hôm nay đậu khá là nhiều. Còn về tới đây là chỗ gọi là khi mà tổ chức các cái sự kiện gì thì họ sẽ tổ chức ở đây. Đấy, ở ngay phía mình xem cái đường này đường gì nào. Đường Đào Tấn giao với đường ở đây là đường Đào Tấn giao với đường Nguyễn Huy Oánh. Thì chúng ta ở đây có một cái khu vực có chữ Thanh Sen các bạn này. Đây là khi mà tổ chức các cái sự kiện về lễ hội hoặc văn nghệ chứ sẽ tổ chức ở đây. Đấy, tập trung ở đây, đấy, có một gia đình. Đấy, có một gia đình nhỏ nhỏ này. Đấy. Cái chỗ khu vực này thì khá là rộng rãi để tổ chức sự kiện. Đấy, xung quanh phía xung quanh này rất là được trang trí rất là nhiều đèn lồng. Còn ở đây này. Ở đây có một cái đặc điểm nữa đó là giới thiệu với các bạn luôn. Ở các cái tường xung quanh của cái phố đi bộ này là đều được các cái nghệ sĩ, các cái nghệ nhân, họa sĩ họ có vẽ lên các cái bức tường này. Đấy. Đây là các cái bức tranh về cái vùng quê của Hà Tĩnh. Đều thể hiện đặc sắc ở trên các cái bức tranh này. Thank you.
ở giữa đường Nguyễn Hữu Ánh và đường Xuân Diệu. Thì ở đây cũng có một cái cổng nữa các bạn này, đó. Ở lối vào này cũng có một cái cổng nữa, đó là nó cũng ghi giống đâu kia thôi. Về cái cách thức trang trí nó cũng giống nhau. Đó là khu phố ẩm thực Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Đấy. Còn phía bên này thì quán nước chè rất là nhiều. Hello. Hello mọi người. Nó đang nói tiếng Việt Nam. Có người Việt Nam hả? Hôm sau lên TV đấy. Có mấy bạn tránh đây. Có mỗi bạn này thôi. Tên tên gì đấy? Hôm nay thì mình tranh thủ quay clip giới thiệu cho các bạn. Rồi là cũng là ghé về quán nước chè ở trong cái phố ẩm thực Nguyễn Du này, ngồi gọi một ly trà chanh. Đấy. Thì có lẽ clip của mình cũng xin kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip sau. Bye bye.